Và đây là một chiếc váy rất là phù hợp trong mùa thu năm nay. Mùa thu thì chúng ta sẽ chọn những cái màu sắc mà nó nhìn nó nhẹ nhàng này, nó basic này, và đặc biệt là dáng váy cũng bay bổng một chút. Đây là một cái phong cách mà Phương cực kỳ thích, đó là phong cách bohemian. Lần vừa rồi thì Mega Fashion cũng ra một vài mẫu với phong cách này và đều bán rất là chạy. Đó, họa tiết của nó thì là dạng họa tiết kiểu như là hơi hoa văn một chút, in trên nền màu xanh nhất. Màu xanh đây là màu xanh đậm, màu xanh kiến than rất là xinh. Và chiếc váy này thì được thiết kế và theo những cái họa tiết này rất là cầu kỳ luôn. Đây là một chiếc váy dáng suông và chân đuôi cá như thế này. Nó sẽ che cũng rất là tốt, kể cả những ai mà đang bầu bí, mới bầu bí khoảng 2-3 tháng ấy, thì mặc nó cũng không lộ bộ luôn nhá. Mà nhìn nó rất là điệu ấy, rất là điệu đà. Váy này thì cũng có đủ size luôn, SML và XL. Những cái váy như này thì cả nhà không cần phải đến tận cửa hàng để mua đâu, cả nhà có thể mua online được. Bởi vì giá của nó là giá thục như thế này nên là mọi người hoàn toàn không cần phải đến thử, mà chỉ cần báo chiều cao cân nặng thôi là chúng ta sẽ có thể mua về tận nhà một cái váy phù hợp và vừa với cơ thể. Mặc váy này thì mọi người có thể phối với một chiếc túi màu cam hoặc màu nâu để nó đúng theo phong cách bohemian cũng xinh. Túi này thì ở Mega Fashion cũng có bán cả nhà nhá. Mặc những cái váy kiểu như này thì mọi người có thể đi quốc này, hoặc là đi đôi giày búp bê này, còn có thể đi cả sandal luôn. Đó, rất là dễ đi.